đến với kênh Review Du lịch 4.0. Ngày hôm nay thì Huyền đang đi bộ trên một con phố đèn lồng, nhìn rất là huyền ảo cũng như là thơ mộng đúng không? Và bây giờ Huyền sẽ review cho các bạn một khách sạn tiêu chuẩn 4 sao mà ngay tại đây luôn. Khách sạn này thì cách trung tâm thị trấn, nhà thờ đá và quảng trường chỉ 100m đi bộ thôi. Các bạn hãy cùng theo chân Huyền nhé. Khách sạn này có địa chỉ là 24 phố Đồng Lợi, phường Sa Pa các bạn nhé. Bây giờ các bạn hãy cùng vào bên trong với Huyền nhé. Đây là không gian của quầy lễ tân các bạn nhé. Thì mình thấy ở đây có thiết kế cũng như là phong cách khá là cổ điển. Và được trang trí với những cái cây nhất chi mai như thế này. Một loài cây, một loài hoa đặc trưng cho miền núi phía Bắc. Đi sâu hơn vào trong này đó chính là khu vực phòng chờ cho các bạn nhé. Ở khu vực phòng chờ như thế này thì mình thấy là được thiết kế với những cái nệm rất là êm các bạn ạ. Buổi sáng sớm, ví dụ mà các bạn đến đây mà chưa có phòng để nhận thì mình có thể ngồi đây. Ngồi đây thì với cái thời tiết đẹp như thế này thì nếu may mắn bạn có thể ngắm cả một biển mây ở phía trước đấy. Bây giờ thì các bạn hãy cùng theo chân Huyền để lên phòng mà Huyền đặt nhé. Và đây chính là hành lang chờ để mình vào phòng các bạn nhé. Như các bạn có thể thấy là xung quanh đây được trồng rất là nhiều cây, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Có một cái cây cổ thụ rất là to như thế kia. Và bên ngoài này thì mình thấy là cách thiết kế nhà kiểu Tây Tây cổ điển ý. Nhìn rất là lạ mắt đúng không? Chụp ảnh ở đây thì mình nghĩ là cũng sẽ đẹp đấy. Và ở phía này thì có một dòng suối chảy này. Cùng với đó là những chiếc bàn, các bạn có thể ngồi đó và uống cà phê. Bây giờ thì các bạn hãy cùng vào phòng của Huyền nhé. Ở khách sạn Châu Long này thì có rất là nhiều các hạng phòng các bạn ạ. Tuy nhiên là với bản thân mình là yêu thích màu hồng nên hôm nay mình sẽ review cho các bạn một căn phòng độc nhất vô nhị ở Sapa. Wow! Bước vào trong phòng thì mình cảm thấy rất là vui bởi đây được thiết kế toàn màu hồng mà mình yêu thích các bạn ạ. Ở ngay phía bên này thôi đó chính là hai chiếc ghế và có một chiếc bàn hình trái tim nữa này. Trên tường này thì có những cái câu nói rất là nổi tiếng về tỏ tình này. Em muốn rêu tỏ tình đấy thì sao nào? À, bên cạnh này thì cũng có những chiếc tủ cũng được thiết kế màu hồng và những bức tranh cũng hoa hồng luôn. Bây giờ thì các bạn hãy tiến về bên trong này và xem nhé. Ở đây thì có những cái chiếc thảm lông rất là mượt như thế này các bạn ạ. Cũng màu hồng và cũng bằng trái tim luôn. Và đây chính là khu vực mình vệ sinh buổi sáng. Ngay bên tay trái Huyền đây chính là một chiếc tủ và khu vực phòng tắm ở bên trong. Và một điều mình rất là thích nữa đó chính là một chiếc bồn tắm màu đỏ rực rỡ như thế này. Ngồi đây tắm rồi nhìn toàn bộ cảnh thung lũng mường hoa thì cuộc sống này thật là hay màu hồng. Chiếc giường ngủ êm ái của Huyền nha các bạn nha. Wow, êm quá các bạn ạ. Được thiết kế hình tròn này rất là rộng luôn. Có một con lợn xinh như này. Chiếc giường này thì được trang trí giống như một cung điện với các bạn ạ. Rất là phù hợp cho các bạn nào mà đi tuần trăng mật luôn. Cặp đôi cũng như là gia đình mà mình có hai bé nhỏ hoặc là ba người thì ngủ cái giường này thoải mái luôn các bạn nhé. Vì nó rất là rộng. Ở đây thì còn có hai chiếc ghế rất là êm, cũng là màu hồng các bạn ơi. Và một chiếc thảm màu trắng này. Ngồi đây thì mình cảm thấy cuộc sống nó bình yên cực luôn ý. Ngắm toàn bộ cảnh thung lũng mừng hoa phía trước. Ở đây còn có những cái bông hoa được thiết kế rất là cổ điển như thế này nữa cơ.
phòng này thì được trang trí màu xen lẫn màu hồng này, màu trắng, màu đỏ, kết hợp rất là hài hòa, mà mình tin chắc rằng mọi cô gái đều sẽ yêu thích cái phòng này. Một chiếc bình hoa ngọc. Tham quan phòng của Huyền xong rồi, bây giờ thì Huyền sẽ dẫn các bạn lên khu vực nhà hàng cũng như là chiêm ngưỡng cái bể bơi trên này nhá. Bước lên trên này thì mình đã thấy một không gian vườn hoa hồng rồi các bạn ạ. Nhìn tạo cảm giác rất là thiên nhiên và gần gũi với chúng ta đúng không? Bây giờ thì Huyền sẽ tiến sâu vào khu vực nhà hàng các bạn nhé. Quanh này thì cũng được trồng rất nhiều các cây xanh, trang trí những cái chiếc đèn lồng như thế này. Và phía bên ngoài đây chính là khu vực các bạn có thể ngồi uống cà phê đấy các bạn ạ. Bây giờ sẽ đi vào trong bên sâu trong nhà hàng nhé. Và đây chính là toàn bộ không gian ở nhà hàng các bạn nhé. Buổi sáng thì mình sẽ lên đây và ăn sáng buffet. Không gian này thì mình thấy rất là rộng. Nếu mà mọi người mà đi đoàn lớn hoặc đoàn đông thì rất là thoải mái đấy. Ở trên này thì được thiết kế cũng như là trang trí với những chiếc cồng chiêng của người Hơ Mông này, những họa tiết váy xòe ô cũng được cũng dựa trên ý tưởng của những người Hơ Mông đó các bạn ạ. Và ở đây nữa còn có một cái khu vực phía bên ngoài, các bạn hãy cùng theo chân mình ra đây xem nhé. Phía ngoài này thì mình thấy còn đẹp hơn nữa cơ, ngắm cũng view toàn cảnh thung lũng mừng hoa các bạn ạ. Và trên bàn này thì có một cái menu các bạn nhé, menu về nước uống này. Nhà hàng rất là rộng đúng không? Đi mãi chưa thấy hết này. Và ở đây ngoài cá tầm 60 cân ra thì có nuôi những con cá nhật này, những con cá tầm trắng rất là lạ. Uầy, đẹp quá đi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng vào bể bơi nhé các bạn nhé. Khi bước vào trong bể bơi này thì mình thấy cái nhiệt độ đã tăng lên rồi các bạn ạ. Ở đây thì có bể bơi 4 mùa các bạn nhé. Nước rất là ấm này. Vì nước ấm nên là ở đây là hơi sẽ bốc lên các bạn ạ. Như vậy là Huyền đã room tour cho các bạn một phòng khách sạn 4 sao ngay tại trung tâm thị trấn Sapa. Nhớ cho mình một like, một share và một subscribe kênh YouTube nhé. Nếu các bạn muốn đi combo phòng này cũng như là chi tiết về phòng, về giá thì hãy liên hệ đến số hotline ở trên nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.